Minh được Tử Vi thật là vui mừng khi được chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình nhiều cát tinh trợ mệnh, thần tài dẫn bước, vượng vận quý nhân sẽ đón nhiều vận may bất ngờ ập đến, sự nghiệp hiển vinh, tài lộc thăng tiến ầm ầm, có nhiều cơ hội trúng số, trúng thưởng, đổi đời giàu có hơn người. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chính xác, đúng trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch 2024, người tuổi Quý Hợi sinh 1983, trời Phật độ mệnh, vận hạn tiêu tan, lộc về đầy nhà, tiền về chật két, phát tài cực giàu. Kính thưa quý khán giả và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Quý Hợi sinh 1983 thân mến, nhân sinh là một cuộc hành trình mà trong đó có buồn, có vui, có cười, có khóc, có hạnh phúc, có khổ đau, có hăng say, có mỏi mệt. Cuộc hành trình đấy ẩn tàng một số thời điểm mà cả đời này sẽ không thể nào quên, mà người ta hay gọi là bước ngoặt. Cũng ẩn tàng một số thời điểm mà khi ta trải qua rồi, ta sẽ không còn giản đơn là chính ta, mà sẽ thăng hoa hơn, tăng tiến hơn, mỹ hảo hơn. Thời gian trôi đi như nước chảy chẳng quay được về, trong cuộc sống bon chen hối hả. Thời gian là điều ai cũng cảm thấy thiếu thốn, và khi thời gian đã trôi đi, sẽ giống như ly nước chảy, đổ đi rồi thì không thể nào lấy lại được. Vì vậy, nếu ai biết nắm bắt những cơ hội dù nhỏ nhất mà tận dụng, thì vận may đến tới tấp, phất lên giàu có, mua nhà tậu xe, tiền tỷ trong tay, an nhàn hưởng phúc bên con cháu. Mới đây nhất, các bậc thầy tử vi tiết lộ bí mật, trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch này, tuổi Quý Hợi lưu ý được điều này thì cũng đồng nghĩa với việc cải vận, thay mệnh, phất lên giàu có bất ngờ, tiền bạc ập đến, mua nhà, tậu xe. Và đặc biệt, tuổi Quý Hợi sinh 1983 nhờ tính cách chịu thương, chịu khó, giản dị, tiết kiệm mà người yêu, kẻ mến, quý nhân tương trợ, thần tài chỉ đường vượt qua vận hạn, phúc lộc cát tinh cao chiếu, mọi việc suôn sẻ và ổn định hơn trong tương lai, có nhà cao cửa rộng, tiền tỷ gửi ngân hàng, về già an nhàn, hưởng phúc bên con cháu. Vậy, hãy cùng xem diễn biến vận trình trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch của tuổi Quý Hợi ngay trong video này quý khán giả nhé. Quý anh chị tuổi Quý Hợi sinh 1983 thân mến, cuộc đời của một con người có thể đã được định sẵn từ trước, nó được gọi là tính bất biến của định mệnh. Ví như bạn không chọn được giới tính khi sinh ra, cũng không thể chọn thân sinh phụ mẫu hoặc huynh đệ, tỷ muội, không chọn được đất nước bạn sinh sống hay quốc tịch. Bạn phải mang tất cả những thứ tưởng chừng ngẫu nhiên đấy lại là sự định trước của số phận đường đời. Vì ta không có quyền lựa chọn, nên nó là định mệnh. Số mệnh lại là một thứ có khả năng biến đổi. Ta có quyền lựa chọn, có khả năng thay đổi, có khả năng đi theo những gì mình mong mỏi. Ví như gia cảnh không giàu có, bạn có thể chọn chăm chỉ cần cù để nỗ lực đi lên, mong một cơ hội đổi đời giàu sang. Tình cảm không nồng thắm, bạn có thể lựa chọn bao dung bạn đời hoặc thay tâm đổi tính để bình hòa bên nhau. Nên không có chuyện định trước sẽ nghèo, cũng không có chuyện định trước sẽ cô độc, khổ đau. Tất cả đều là sự lựa chọn của bản thân trước những ngã rẽ hay biến cố của cuộc đời. Nói đến đây để bạn hiểu, khi có điều gì đó không tốt xảy đến trong đời mình, đừng đổ tại số, cũng đừng trách than tại thời thế, vì những thứ đó vô hình. Thay vì vậy, hãy tự vấn xem bao nhiêu phần là do bản thân, bao nhiêu cái là lỗi của mình, bao nhiêu thứ đáng lẽ nên làm mà mình lại chẳng thật sự chú tâm. Cuộc đời này vốn không thật, cũng như là chúng ta được dạy cõi đời nơi ta ở vốn chỉ là cõi tạm. Vậy là tạm nên đừng quyến luyến, đừng tiếc nuối, muộn phiền, vì cuối cùng cũng chẳng còn lại điều gì ở lại được cùng ta. Cứ làm những gì mà ta muốn, truy cầu những gì mà ta mong, cháy một đoạn đường, hát vang một khúc trường, ăn ngủ, nghe nhìn, ngắm nghía nhân gian,
thấu đạo phân cảnh. Tất cả giản đơn chỉ là những tần số rung động, là những hương vị khác biệt của bữa tiệc nhân sinh thôi mà. Ta không thể lái xe mà cứ mãi nhìn gương chiếu hậu được, vẫn chủ yếu phải nhìn về phía trước con đường. Nên quá khứ hay những gì đã trải, thỉnh thoảng chỉ đánh bắt qua mà nhìn lại thôi, còn lại cứ cặm cụi mà tiến thẳng bước mà chạy thôi. Tuổi Quý Hợi sinh 1983 cầm tinh con lợn, đứng ở vị trí cuối cùng trong số 12 con giáp. Người tuổi Quý Hợi có bản tính lương thiện và khoan dung. Họ cũng là kiểu người có tính cách thẳng thắn, hiền lành và ngây thơ. Đặc điểm này giúp Quý Hợi được mọi người xung quanh yêu mến và quý trọng. Quý Hợi được yêu mến không chỉ vì họ hiền hòa, mà bản thân họ có lòng bao dung và sẵn sàng giúp đỡ người khác khi có cơ hội. Phụ nữ Quý Hợi lại càng thú vị. Họ không chỉ hoạt bát, nhanh nhẹn, có trí thức mà còn tốt bụng. Sau khi kết hôn, họ sẵn sàng trở thành mẹ hiền, dâu thảo. Đàn ông Quý Hợi cũng rất yêu gia đình. Họ thường dùng sự lương thiện của mình để dạy dỗ con cái. Đặc điểm, tính cách này lại khiến nhiều Quý Hợi trong công việc gặp chút bất lợi. Đó là khi chẳng may gặp phải thất bại thì họ dễ bị suy sụp nặng nề. Cho nên, Quý Hợi cần chú ý tìm cách làm thế nào để bản thân vực dậy tinh thần, tiến bước về phía trước. May mắn là Quý Hợi có sự kiên trì và tinh thần cầu tiến trong công việc cao, nên họ sẽ sớm tìm được lối đi cho riêng mình. Một điểm sáng trong tính cách giúp Quý Hợi gặp được tài vận tốt, đó là họ thường tự tin trong công việc, không chỉ có ý chí kiên cường, mà năng lực lãnh đạo của Quý Hợi cũng được thể hiện, giúp họ đưa ra được nhiều phương pháp xử lý công việc ổn định. Ý chí của Quý Hợi còn thể hiện ở chỗ, khi gặp vấn đề khó khăn họ đều suy xét kỹ lưỡng, cho nên phần lớn công việc của họ đều được giải quyết thỏa đáng. Khi làm việc, Quý Hợi có khả năng tập trung cao độ, khi đã đặt ra mục tiêu cũng sẽ dốc toàn tâm, toàn lực để thực hiện. Đôi khi, Quý Hợi dồn hết tâm trí vào công việc mà quên đi những gì đang xảy ra xung quanh. Có nhiều Quý Hợi thời niên thiếu gặp không ít khó khăn, đến khi trưởng thành họ rất tích cực làm việc, phát triển bản thân để tạo cho mình cảm giác an toàn. Sự tích cực, phấn đấu vươn lên trong bất kỳ hoàn cảnh nào của Quý Hợi chính là điểm đáng quý. Đây cũng là chìa khóa giúp họ mở ra nhiều cơ hội quý báu trong đời. Nam mệnh tuổi Quý Hợi thường là những người không coi trọng vật chất, đôi khi họ không coi trọng cả tiền bạc. Chính điều này đôi khi ảnh hưởng đến tài lộc của họ, không những tài lộc không mất đi mà lại ập về. Nam mệnh sinh 1983 thường có cơ hội kiếm được nhiều tiền, đường tiền tài mở rộng, ở tuổi này lại hay mất bình tĩnh. Đôi khi ảnh hưởng đến tiền tài, chỉ cần điều khiển được cảm xúc của bản thân là có thể hóa dữ thành lành. Những người này cần tu luyện tâm tính, để khi làm việc tinh thần không bị ảnh hưởng bởi những tác động xung quanh và bản thân không bị lung lay trước những lời bàn ra, tán vào của người khác. Về phương diện tình cảm, thì nam mệnh Quý Hợi bạn thường có xu hướng rất nghe theo lời người yêu hoặc vợ. Tuy nhiên, không phải họ không biết phân biệt đúng sai, chỉ là họ đang cố gắng nhường nhịn để dung đắp tình cảm mà thôi. Tuy nhiên, trong tình cảm bản thân nên có chứng kiến để về lâu về dài xây dựng được mối quan hệ tình cảm và tôn trọng nhau. Trong sự nghiệp của mình, nam mệnh Quý Hợi thường không có ai để phù trợ, tự tay dựng lên cơ đồ, cho nên phải quyết định mọi thứ, đôi khi có hơi mệt mỏi, nhưng sau những vất vả đánh đổi thì thành công sẽ nhanh chóng đến. Nữ mệnh tuổi Quý Hợi từng là những người sinh ra đã ngậm thìa vàng, sống một cuộc đời sung túc. Đôi khi có những người không may mắn sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thì sau khi lấy chồng cũng được nhờ vả và sống một cuộc sống đầm ấm. Nữ mệnh Quý Hợi tính cách dù là những người ôn hòa, rất biết thân, biết phận, trong con đường sự nghiệp thì được gia đình, người thân phù trợ, vì thế cuộc sống rất an nhàn. Tuy nhiên, đôi khi trong công việc lại gặp phải kẻ ghen tị, nữ mệnh Quý Hợi hơi nóng tính, điều này sẽ làm mất đi mối quan hệ và ảnh hưởng khá nhiều đến tiền tài. Vì vậy cần chú ý lời ăn tiếng nói, ứng xử khôn khéo để có thể dĩ hòa vi quý hơn trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Bạn là những người suy nghĩ khá đơn giản, nên hiếm khi thấy họ buồn rầu, là người khá rộng rãi, không bao giờ tính toán quá chi li hay keo kiệt, sống khá đẹp và không bao giờ làm điều xấu sau lưng người khác, khá hiền lành, biết nhẫn nhịn, không thích lừa gạt người khác. Là những người thông minh và ham học hỏi, có mưu trí và nhanh nhẹn, và họ cũng là những người khá tốt trong giao tiếp, ăn nói, họ biết hưởng thụ cuộc sống, không khiến bản thân rơi vào tình trạng buồn khổ. Họ có ý chí nên không bao giờ quan tâm đến chuyện bị người khác châm biếm và trêu chọc, vì vậy có thể làm chuyện lớn, mọi thứ trong cuộc đời họ đều có kế hoạch,
cũng có thể sống yên vui. Quý Hợi 1983 năm nay đã bước qua độ tuổi ngoài tứ tuần, bản mệnh đã vững vàng như cây đã cắm rễ sâu vào lòng đất, có thể tồn tại thích nghi trong mọi hoàn cảnh, nên làm việc gì cũng thuận lợi hơn những năm trước đây. Sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi tuổi Quý Hợi sinh 1983, từ nay đến ngày rằm Tết Trung Thu tháng 8 âm lịch 2024. Nhìn chung, tổng quan tử vi trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch của tuổi Quý Hợi sinh 1983, thầy tử vi nhận định đây là thời điểm mà thực sự Quý Hợi làm việc rất hiệu quả. Tuổi Quý Hợi cũng có thể trở thành một cứu cánh cho những người xung quanh khi sẵn sàng hỗ trợ và tìm hướng xử lý. Thế nên đừng ngạc nhiên nếu mọi người nhìn Quý Hợi bằng ánh mắt biết ơn nhé. Người tuổi Quý Hợi trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch khá tốt, bản mệnh nên tận dụng cơ hội này. Nhiều cát tinh che chở, người tuổi Quý Hợi hoàn toàn có thể kê cao gối mà ngủ. Thiên đức hợp quý nhân, dù nam hay nữ thì đều sẽ gặp chuyện tốt, tính tình lương thiện, tốt bụng, nên gặp khó khăn đều sẽ có người đứng ra giúp đỡ. Tưởng tịnh các thần cũng đem tới niềm may mắn về sự nghiệp và công việc. Chủ gặp hung quá cát, tượng trưng cho phúc khí và quyền lực. Riêng về hung giận thì người tuổi Quý Hợi cẩn thận trọng. Hung tinh thiên cẩu chủ dượng tương hình tổn thương gây nhiều họa hạn, người tuổi Quý Hợi không nên mất cảnh giác. Chính ấn hỗ trợ cho công việc của con giáp tuổi Quý Hợi được diễn ra theo đúng kế hoạch, dù lúc trước khi thực hiện bản mệnh vẫn còn nhiều lo lắng và sợ hãi, cuối cùng thì bạn cũng đã được thở phào nhẹ nhõm. Nếu ai đủ xuất sắc sẽ có bước tiến khá vững vàng. Tổng thể có dấu hiệu phát triển mạnh mẽ. Trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch có thể thấy Quý Hợi phải chịu trách nhiệm nhiều nội dung công việc, có nhiều khi phải tăng ca, thức khuya. Tuy nhiên, bản mệnh không nên lấy đó làm khó chịu, cứ siêng năng và cố gắng hết mình, rồi bản mệnh sẽ tìm được cơ hội khẳng định bản thân ngay vào thời điểm này. Những công việc Quý Hợi phụ trách đều được hoàn thành đúng thời gian và có kết quả rất tốt. Điều này sẽ khiến lãnh đạo nhìn bạn bằng đôi mắt khác xưa. Tuy nhiên trong thời điểm này, mọi người được thỏa thích vui chơi, thì Quý Hợi lại lo lắng về sức khỏe vì đang có dấu hiệu giảm sút, vì những người làm văn phòng thường ít di chuyển, vận động, nên dễ khiến xương cốt thoái hóa, bản mệnh nên điều chỉnh lại lối sống sao cho lành mạnh hơn. Nếu có thời gian rảnh thì nên dành thời gian rèn luyện cơ thể, ăn uống khoa học và đều đặn. Tiếp theo ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết về các phương diện cuộc sống của tuổi Quý Hợi sinh 1983 trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Quý Hợi sinh 1983 trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch. Tử vi trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch của tuổi Quý Hợi cho thấy thiên vũ các tinh xuất hiện là cơ hội để làm điều gì đó mà từ trước đến giờ Quý Hợi chưa có cơ hội thực hiện. Điều này có sự tương đồng với mong muốn trải nghiệm những hành trình mới mẻ, thú vị, khác biệt với sự quen thuộc thường thấy. Hãy tự tin thể hiện bản thân nhé. Đây là một tháng mà thực sự Quý Hợi làm việc rất hiệu quả cả về chất lượng lẫn số lượng. Có thể khi làm điều gì đó mới có chút thử thách, bạn cảm thấy hào hứng hơn, nhiệt tình hơn. Tuổi Quý Hợi cũng có thể trở thành một cứu cánh cho những người xung quanh khi sẵn sàng hỗ trợ, tìm hướng xử lý. Thế nên, đừng ngạc nhiên nếu mọi người nhìn Quý Hợi bằng ánh mắt biết ơn nhé. Điều đặc biệt là Quý Hợi tìm được niềm vui trong công việc. Ngay cả những thứ tưởng chừng như xấu xí nhất hiện diện trước mặt bạn cũng có sức cuốn hút riêng, chỉ cần là Quý Hợi quan tâm đến chúng. Hãy làm mọi thứ bằng trái tim mình. Khi Quý Hợi có sự kết nối chặt chẽ với chiều sâu tinh thần của mình và có thể phát huy sức mạnh tương tự ở những người xung quanh. Tử vi trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch dự báo đến người tuổi Quý Hợi là sẽ có nhiều điều hanh thông và thuận lợi hơn hẳn. Tất cả đều nhờ các tinh tam hội mang tới. Tam hội các tinh xuất hiện trong tử vi thời điểm này của tuổi Quý Hợi mang tới sự hậu thuẫn vô cùng lớn. Con giáp này có nhiều sự tiến triển vượt bậc, gặt hái nhiều thành tựu dễ dàng. Tư duy logic của bản mệnh ngày càng nhạy bén, làm việc có kế hoạch cụ thể, không còn tình trạng công việc dồn đống. Trái lại, bản mệnh xử lý việc nào ra việc ấy. Con giáp này thể hiện được khả năng sắp xếp và quản lý công việc tài tình của mình. Cũng nhờ có tính tình lạc quan, vui vẻ mà Quý Hợi dễ dàng tìm được cảm hứng trong công việc và sẵn sàng đối diện với mọi thử thách đặt ra ở thời điểm này. Tinh thần làm việc hăng say và có trách nhiệm giúp Quý Hợi dễ dàng giành được sự tín nhiệm từ cấp trên, cấp dưới và đồng nghiệp. Nhờ vậy,
Quý Hợi có thể được cất nhắc lên một vị trí xứng đáng hơn với năng lực của mình. Không chỉ vậy, Tam Hội còn giúp con giáp này xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Quý Hợi sẵn sàng giúp đỡ người khác nên cũng được người khác giúp đỡ nếu gặp phải khó khăn. Thêm vào đó, Quý Hợi còn có cơ hội gặp gỡ được quý nhân, có được những hướng phát triển mới trong sự nghiệp. Nhìn chung thời điểm này, bản mệnh dù làm việc lớn hay nhỏ đều có được thành công bước đầu, mọi nỗ lực, cố gắng đều được đền đáp xứng đáng. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Quý Hợi sinh 1983 trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch. Tử vi trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch của 12 con giáp cho thấy, Thiên Cẩu hung tinh có thể mang tới một số thông tin không dễ chịu cho lắm, như là giá chứng khoán giảm, thị trường đang lao dốc hoặc có thể là một số chướng ngại vật bất ngờ xuất hiện, hay một rắc rối tưởng chừng đã thuộc về quá khứ sẽ quay lại làm phiền đến Quý Hợi lúc này. Bản mệnh cần tỉnh táo, tốt nhất là đừng tìm những giải pháp mang tính tạm thời, hãy giải quyết chúng triệt để, trực diện, nếu không, Quý Hợi sẽ còn đau đầu dài hơn. Các vấn đề tài chính đòi hỏi bạn phải xử lý một cách chặt chẽ, ổn thỏa, do đó cần thẳng thắn và rõ ràng trong suốt quá trình diễn ra những tình huống mà đôi khi vì thế Quý Hợi cảm thấy đau đầu liên quan đến việc chi tiêu đầu tư. Sẽ dễ chịu hơn rất nhiều khi Quý Hợi tìm thấy mình có thêm được sự mở rộng về thời hạn và không còn phải chịu những áp lực mà bạn đã phải trải qua trong những ngày đầu. Hãy chọn những nhiệm vụ mà Quý Hợi yêu thích, phần còn lại thì để sau. Quý Hợi có biết mình là con giáp giỏi đầu tư, tương lai nhất định phú quý hơn người, nhưng khi có lục bạch bay về phương chính bắc, báo hiệu vận may phát tài sẽ đến với Quý Hợi. Với tài trí và sự nhanh nhạy của mình, chắc chắn Quý Hợi sẽ không muốn bỏ lỡ cơ hội hiếm có này đâu. Tài lộc cũng đã có nhiều điểm sáng, thu nhập ngày càng tăng, tài vận hanh thông, cơ hội làm ăn và hợp tác đầu tư lớn càng nhiều, cũng nhờ vậy mà cuộc sống của bạn được đảm bảo hơn trước. Tam Hội báo hiệu thời điểm này mở ra khá nhiều nguồn thu bất ngờ cho Quý Hợi, bản mệnh càng mạnh dạn kinh doanh, đầu tư càng dễ sinh lợi, sinh lãi, tất nhiên kèm theo đó là cạnh tranh khá lớn, song bản mệnh làm tới đâu chắc tới đó, bỏ túi không ít tiền của. Các khí khởi dượng còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác làm ăn, tuổi Quý Hợi nhờ vậy cũng có thể tìm được những mối khách hàng, đối tác đáng tin cậy, Quý Hợi có những mối đầu tư đem lại lợi nhuận lớn, nắm giữ vị thế không nhỏ trên thị trường. Đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt quan trọng đến trong thời điểm này, Quý Hợi cần phải tỉnh táo để phán đoán tình hình chính xác. Chỉ cần Quý Hợi luôn cẩn thận trong bất cứ quyết định nào và không chịu lùi bước khi vướng phải khó khăn, thì phần thắng sẽ thuộc về phía Quý Hợi. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Quý Hợi sinh 1983 trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch. Nhìn chung, sức khỏe của tuổi Quý Hợi trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch này ổn định, bạn luôn lạc quan, vui vẻ, nên dù có bệnh tật cũng bị đẩy lùi. Ngoài ra, khoảng thời gian này bản mệnh cũng đã quan tâm hơn đến sức khỏe của bản thân và giữ gìn dáng dốc bằng cách ăn uống điều độ, sinh hoạt có giờ giấc, sắp xếp thời gian để rèn luyện thể dục, thể thao, nhờ thế mà bạn lúc nào cũng cảm thấy khỏe mạnh và tràn đầy sức sống. Thông qua quá trình rèn luyện sức khỏe, bạn cũng mở rộng thêm được mối quan hệ của mình, quen biết với bạn bè mới có ích cho sau này. Để cải thiện tình hình sức khỏe hiện tại, con giáp tuổi Quý Hợi có thể tìm nhiều hoạt động hơn để tham gia và đừng quên rằng, các hoạt động ngoài trời có một ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với bạn trong thời điểm này. Thay vì chạy trong phòng gym, Quý Hợi nên chạy ở công viên sẽ tốt hơn rất nhiều. Ngoài ra, yếu tố tinh thần cũng ảnh hưởng lớn tới sức khỏe Quý Hợi. Nhớ đừng vì căng thẳng công việc quá mà nhiều đêm mất ngủ, nên biết cách gạt bỏ tất cả lo toan trước khi lên giường, đi ngủ như thế sẽ tốt hơn rất nhiều. Hãy cố gắng tạo ra sự cân bằng giữa vận động và nghỉ ngơi, như thế Quý Hợi mới có thể có được sức khỏe tốt. Giữ cho bản thân tích cực vận động mỗi ngày, giúp khỏe mạnh cả về thể chất, trí não và tinh thần, đặc biệt là trong thời gian giao mùa. Xét về phương diện tình duyên gia đạo và các mối quan hệ của tuổi Quý Hợi sinh 1983 trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch. Thời điểm này, phương diện tình duyên của tuổi Quý Hợi có những bước phát triển rực rỡ, bản mệnh giữ được tinh thần lạc quan, tích cực, nên hạnh phúc cũng sẽ tự tìm đến với bạn. Người độc thân biết chú ý hơn đến ngoại hình của mình, lại tự tin hơn trong giao tiếp, nên đi đến đâu, bạn cũng có thể trở thành trung tâm của mọi sự chú ý.
nhiều người sẽ chủ động làm quen với bạn, nhưng hãy bình tĩnh để tìm ra người chân thành với mình nhé. Một số người cũng đã bước qua được những tổn thương trong quá khứ và mở cửa trái tim để chờ đợi tình yêu mới. Nếu được ai đó giới thiệu cho đối tượng, bạn hãy thử trò chuyện và tiếp xúc xem sao, biết đâu bạn sẽ nhận thấy đối phương cũng phù hợp với mình. Với người đã có gia đình, bạn dành nhiều thời gian ở bên người thân, cùng nửa kia san sẻ các công việc nhà và trò chuyện cùng với cha mẹ. Con cái, mối quan hệ giữa các thành viên có dấu hiệu gắn kết hơn hẳn khoảng thời gian trước đó. Những mâu thuẫn, tranh cãi cũng có dấu hiệu giảm bớt hẳn. Bạn và người ấy biết đặt mình vào vị trí của đối phương, nên mọi vấn đề đều có thể được giải quyết một cách bình yên. Thậm chí thử thách xuất hiện cũng giúp hai người thêm hiểu và trân trọng nhau. Quý khán giả thân mến, trong từng giai đoạn của thời điểm 7 ngày tới tháng 8 âm lịch 2024, sẽ có những cơ hội hay thách thức nào đang chờ đón tuổi Quý Hợi sinh 1983? Thì ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trong 3 ngày một cùng cẩm nang dượng vận của tuổi Quý Hợi sinh 1983. Đầu tiên là tử vi từ ngày mùng 10 đến ngày 12 tháng 8 âm lịch của tuổi Quý Hợi sinh 1983. Xem tử vi từ ngày mùng 10 đến ngày 12 tháng 8 âm lịch của 12 con giáp, trong những ngày này, nhờ sự giúp sức của các tinh tử vi, có thể nói đường sự nghiệp, tiền tài, công danh của con giáp này đang trên đà đi lên. Sự nghiệp được kỳ vọng sẽ có những thay đổi tích cực và cơ hội phát triển. Quý Hợi có thể gặp một số cơ hội việc làm hoặc dự án mới. Điều này sẽ cung cấp cho bạn cơ hội để thể hiện tài năng của mình. Đây là khoảng thời gian thích hợp để mở rộng làm ăn, gieo giống cây trồng hoặc sàng lọc nhân duyên. Ngày thứ năm là ngày vận tài nhất của Quý Hợi. Nhờ tam hội soi sáng, muốn mua xe, mua đất, khai trương hay nhập hàng thì chọn ngày này để lấy lộc. Quý Hợi có thể nhận thêm thu nhập từ những công việc lặt vặt, chịu khó một chút thì sẽ có tiền tiêu hàng ngày. Về mặt mối quan hệ, nếu bản mệnh đã có người yêu thì những ngày này sẽ là cơ hội tốt để bạn tiến xa hơn. Có thể có sự hàn gắn trong mối quan hệ bạn bè hoặc cha mẹ với con cái, nên mở lòng để mọi thứ sẽ đến một cách tự nhiên, đừng kiêu ngạo quá mức. Quý nhân là tuổi Mão và tuổi Tuất. Tiểu nhân là tuổi Ngọ và tuổi Mùi. Màu sắc may mắn: vàng, trắng. Con số may mắn: 67, 22, 85. Tử vi từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 8 âm lịch của tuổi Quý Hợi sinh 1983. Sao Thái âm nhập mệnh, giúp tuổi Quý Hợi may mắn trong cuộc sống, bớt được nhiều áp lực và có tinh thần lạc quan, phong lưu hơn. Đường sự nghiệp thuận lợi nhất là những Quý Hợi có giờ sinh vào ban đêm thì sẽ được lộc nhiều hơn những người khác. Kỹ năng giao tiếp tốt có thể khiến khả năng giao tiếp của bạn trở thành nền tảng của thành công, đặc biệt là những người kinh doanh hoặc làm văn phòng, vận may tài lộc chậm chạp. Hãy cẩn thận trong việc quản lý tài chính vào những ngày cuối của thời điểm này. Tuy nhiên, khoảng thời gian đầu thời điểm thì tiền bạc khá dồi dào. Ngày đầu tiên là ngày lành để con giáp này gửi tiền mua vàng, rút tiền hoặc mua bán xe cổ, đất đai, sẽ có tổ tiên phù trợ. Về chuyện tình cảm, bản mệnh cảm xúc lúc nóng lúc lạnh, chuyện tình yêu không ổn định, mạo hiểm là điều không nên xuất hiện trong vấn đề tình cảm. Khuyên nam tuổi Quý Hợi hãy thật cẩn thận, nữ này khá dượng duyên, ăn nói khéo léo, được lòng người lớn tuổi, dễ gặp được ý trung nhân trong thời điểm này. Quý nhân là tuổi Dần và tuổi Mùi. Tiểu nhân là tuổi Dậu và tuổi Sửu. Màu sắc may mắn: tím, trắng. Con số may mắn: 80, 66, 49 và 32. Bí quyết cải mệnh của tuổi Quý Hợi sinh 1983 trong 7 ngày tới tháng 8 âm lịch này. Trong cuộc sống, giàu hay nghèo không phải là thứ quan trọng nhất. Điều cần thiết chính là bản lĩnh của người ấy trước mọi hoàn cảnh. Người nghèo phải ít ở trong nhà, năng ra bên ngoài. Khi giàu có rồi thì phải ở trong nhà nhiều hơn, ít ra bên ngoài. Đây chính là nghệ thuật sống. Khi nghèo nên tiêu tiền cho người khác, khi giàu nên tiêu tiền cho những người thân yêu bên mình. Rất nhiều người đã làm ngược lại, khi nghèo đừng tính toán ganh đua với người khác. Đây gọi là nghèo nhưng chí không nghèo. Người giàu phải học được nhường nhịn và buông bỏ. Đó là cách sống rất tinh tường mà không phải ai cũng hiểu được. Nghèo thì nên phải hào phóng, giàu không nên phô trương, khoe khoang sự giàu có. Cuộc sống càng đơn giản thì càng tỉnh lại. Tuổi trẻ là tài phú lớn nhất nhưng phải quý trọng gấp đôi thời gian. Đừng sợ nghèo khó hiểu được, bồi dưỡng bản thân.
hiểu được cái gì là đáng quý, hiểu được nên đầu tư cái gì, hiểu được nên tiết kiệm chỗ nào. Đây chính là điểm mấu chốt, là chìa khóa để cải biến. Một khi đã có đủ tiền, niềm hạnh phúc lớn nhất chính là có thể dùng số tiền ấy để hoàn thành ước mơ của mình. Cuộc đời chính là như vậy, sống ngày hôm nay nhưng không biết được ngày mai sẽ xảy ra điều gì, cũng không hiểu được vận mệnh của mình vì sao lại như thế. Chỉ có trải qua nhiều chuyện, bạn mới có thêm nhiều kinh nghiệm để đối đãi với cuộc sống, với thế giới này. Đừng tuyệt vọng, hãy nhìn cuộc sống bằng ánh mắt lạc quan và sống ý nghĩa hơn ngay ngày hôm nay. Chắc chắn tương lai của bạn sẽ nhận được trái ngọt. Quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ của Minh Đường Tử Vi trong 7 ngày tới tháng 8 âm của anh chị tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, và bây giờ sẽ là một được nhiều anh chị đang chờ đợi từ đầu chương trình tới giờ, đó chính là hóa giải vận hạn. Đầu tiên là đối với nam mạng tuổi Quý Hợi sinh năm 1983. Theo sao chiếu mệnh, sao dân hán. Dân hán là trung tinh bao hàm cả tính chất tốt và xấu. Năm có sao này chiếu mạng thì công việc làm ăn ở mức trung bình, chưa phải thời điểm có sự bùng nổ. Ngoài ra, đương số dễ vướng khẩu thiệt, phòng thương tật, ốm đau, nóng nảy mồm miệng, gặp tai hình, kiện cáo pháp luật. Sao này bất lợi nhất là vào các tháng 2, 8 âm lịch, nên đề phòng gặp chuyện quan sự, trong nhà không yên. Theo niên hạn, hạn thiên la. Gặp hạn thiên la dễ bị phá phách không yên, đau ốm không khỏi, hao tốn tiền bạc, bệnh đều do quỷ ma quấy phá mà ảnh hưởng tới sức khỏe, công việc. Theo vận niên, xem tử vi tuổi Hợi 2024, trong năm con rồng, tuổi Quý Hợi nam mạng gặp vận niên hầu thực quả, tức khỉ ăn trái cây. Hình ảnh này mang ý nghĩa, khỉ được nhiều trái cây ăn no đủ, năm này làm việc gì dù to dù nhỏ đều có lợi nhiều. Buôn bán thì đông khách, làm ruộng thì được mùa, đầu tư thì thắng lớn, vận đỏ lắm, tiền bạc tiêu pha không phải nghĩ. Về phương diện tình cảm, dù gia đạo hài hòa nhưng cũng khó tránh lúc xung đột, nên cẩn thận lời nói, nghĩ sao nói vậy, đừng giả dối mình để khỏi giả dối với người, vì người ta tin tưởng ở mình lắm. Người độc thân đào hoa dượng, tình duyên thắm sắc, có hỷ tính trong năm. Cách hóa giải vận hạn. Hóa giải sao dân hán theo phong thủy năm 2024. Đồ phong thủy, dân hán hành quả, nên dùng hành thổ để tiết khí hành quả của sao xấu. Cụ thể như đeo trang sức đá quý màu vàng, màu nâu như thạch anh vàng, thạch anh tóc vàng, thạch anh ưu linh nâu, hổ phách. Hạn chế mâu thuẫn, năm này bản mệnh dễ vướng vào chuyện rắc rối, thị phi, vì thế cần tự nhắc nhở bản thân luôn chú ý cách ăn nói, hành xử, chớ gây thù chuốc oán với người khác, khiến các mối quan hệ xã giao bị ảnh hưởng, đẩy bản thân vào dòng lao lý. Giữ gìn sức khỏe, bản mệnh không nên lao động quá sức. Nếu cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi thì nên nghỉ ngơi hoặc đi khám chữa bệnh ngay. Khi tham gia giao thông hoặc khi làm việc chân tay, vận hành máy móc cần giữ cho đầu óc tỉnh táo, tập trung để đề phòng thương tật. Cẩn trọng đầu tư, mệnh chủ cần tránh dốc tiền làm ăn lớn kẻo thua lỗ không đáng có. Trước khi đưa ra quyết định cần cân nhắc cẩn thận để tránh tiêu tốn tiền vô ích. Cách hóa giải hạn thiên la năm 2024. Về sức khỏe, khi gặp hạn này thì sức khỏe giảm sút nhiều, thường xuyên bị mệt mỏi và đau nhức không rõ nguồn cơn, những căn bệnh kỳ quái dù tiêu hao tiền của chữa trị nhưng vẫn không khỏi. Bởi vậy, cách tốt nhất là dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, lập chế độ ăn uống và tập luyện thể thao hợp lý. Về mặt tình cảm, cẩn thận trong từng hành động và lời nói, tránh vướng vào thị phi tai tiếng trong các mối quan hệ xã giao. Về tình cảm vợ chồng, hãy dành nhiều thời gian ở cạnh nhau, quan tâm và chăm sóc nhau, thấu hiểu và chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Đừng ghen tuông vô cớ, lời qua tiếng lại không may chuyện nhỏ xé ra to. Về mặt tâm lý, gia chủ cần bình tâm và suy nghĩ kỹ càng về mọi việc trong cuộc sống. Không nên tự lo âu phiền muộn, thay vào đó hãy tìm người tâm sự, chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống. Không nên chất đựng quá nhiều ấm ức trong lòng. Điều này khiến tâm trạng ngày càng trầm trọng, dẫn đến các bệnh kỳ quái như trầm cảm. Đối với nữ mạng tuổi Quý Hợi sinh năm 1983. Theo sao chiếu mệnh, sao La Hầu. La Hầu là hung tinh, kỵ nhất với nam mạng, với nữ mạng Quý Hợi thì nhẹ nhàng hơn. Năm có La Hầu chiếu thường đem đến những điều không lành, dính dáng đến pháp luật, cửa quan, gây khẩu thiệt, chuyện thị phi,
tai ương, ốm đau bệnh tật, tai nạn, gây hao tổn tiền tài. Xấu nhất là tháng 1 và tháng 7 âm lịch. Theo niên hạn, hạn Diêm Dương. Gặp hạn này cần thận trọng chuyện làm ăn kẻo dướng vào kiện tụng pháp luật, cãi giả, tranh chấp, giúp người làm ơn mắc oán. Cần hết sức lưu ý vấn đề đi lại, tham gia giao thông, đề phòng tai nạn bất ngờ. Nữ mạng bất lợi về chuyện sinh nở. Ngoài ra, trong năm có thể có tin buồn tang chế từ xa đưa tới. Theo vận niên, xem tử vi tuổi Hợi 2024, năm Giáp Thìn, tuổi Quý Hợi nữ mạng gặp vận niên Hầu thực quả, tức khỉ ăn trái cây. Hình ảnh này mang ý nghĩa khỉ được nhiều trái cây ăn no đủ. Năm này làm việc gì dù to dù nhỏ đều có lợi nhiều. Buôn bán thì đông khách, làm ruộng thì được mùa, đầu tư thì thắng lớn, vận đỏ lắm, tiền bạc tiêu pha không phải nghĩ. Về phương diện tình cảm, dù gia đạo hài hòa nhưng cũng khó tránh lúc xung đột. Nên cẩn thận lời nói, nghĩ sao nói vậy, đừng giả dối mình để khỏi giả dối với người, vì người ta tin tưởng ở mình lắm. Người độc thân đào hoa dượng, tình duyên thắm sắc, có hỷ tính trong năm. Cách hóa giải vận hạn. Hóa giải sao La Hầu theo phong thủy năm 2024. Đồ phong thủy, sao La Hầu là sao thuộc hành kim, có thể sử dụng những vật phẩm phong thủy thuộc hành thủy để khắc chế, giảm bớt những tai họa xui xẻo có thể xảy ra. Mệnh chủ nên dùng những đồ vật hay mặc trang phục màu đen, màu xám, màu xanh biển. Cũng có thể sử dụng vật phẩm phong thủy làm từ đá thạch anh đen, thạch anh khói, thạch anh tóc đen, mã não xanh dương, sapphire. Về tinh thần, luôn nhắc nhở bản thân hành sự cẩn trọng, kiểm soát tốt cảm xúc sẽ tránh được họa thị phi, kiện tụng. Ngoài ra, đừng buông chuyện mà nói xấu, đặt điều cho người khác, cũng đừng vì danh vọng mà bất chấp, nên suy nghĩ kỹ trước khi nói, khi làm. Về cách hành sự, đừng bao giờ có ý định dùng tiền bạc để đổi lấy danh lợi, đi hối lộ, đổi chác công danh, tiền tình, đừng đồng lõa với những kẻ xấu bụng làm chuyện gian ác, kẻo sẽ nhận hậu quả khôn lường. Tích cực làm việc thiện, làm nhiều việc tốt, việc thiện giúp đỡ mọi người, xã hội, thường xuyên phóng sinh, dần dà tai ương sẽ tan biến. Cách hóa giải hạn Diêm Dương năm 2024. Hạn Diêm Dương chủ yếu gây hại về sức khỏe, đặc biệt xấu với trường hợp người bệnh, đau ốm và phụ nữ mang thai. Để hóa giải vận xấu, gia chủ nên với người đau ốm, bệnh tật, chủ động nhận biết mức độ căn bệnh của mình thế nào để thăm khám điều trị kịp thời. Cần chủ động khám và điều trị đúng khoa học, tránh nghe lời người khác uống thuốc dân gian. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến bệnh tình, không may nguy hiểm tính mạng. Với người khỏe mạnh, cần có chế độ ăn uống, nghỉ ngơi và luyện tập thể thao hợp lý. Như vậy cơ thể mới được duy trì ở trạng thái ổn định, đề phòng bệnh tật mỗi khi trái gió trở trời. Về tâm linh, để tích thêm phúc đức cho bản thân, đương số nên làm nhiều việc thiện, sống phúc hậu, cho đi mà không cần nhận lại. Quý vị thân mến, chương trình đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian lắng nghe hết video. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong những chương trình lần sau.